Đừng nấu nước mắm cơm tấm bằng khóm, cả nhà có thể thử ngay cách nấu này nha. Đây là công thức nấu nước mắm mà có thể chiều lòng được tất cả mọi người nè. Đầu tiên là chấm cho 2 chén nước lọc vào đun sôi. 2 chén vô chấm tương đương với 440ml. Trong thời gian chờ đợi nước sôi thì chấm sẽ đi gọt táo. Đây chính là trợ thủ giúp nước mắm thơm và ngọt thanh hơn nè. Chấm sử dụng một quả táo, gọt vỏ và loại hết hạt để không bị đắng. Chấm cho thêm 2/3 chén canh đường, 1/2 chén canh nước mắm, 1/3 muỗng cà phê muối. Chấm cho luôn táo các khoanh vào nha. Và cuối cùng chấm có cho thêm 4 muỗng canh giấm gạo. Nấu nước mắm thì cả nhà nhớ đun ở lửa nhỏ. Cả nhà không nên đảo nước mắm trong lúc nấu, nước mắm nó sẽ bị lền. Nước mắm này là chấm đã nấu được 15 phút. Chấm sẽ tắt bếp và mình vớt hết táo ra nha. Chấm sẽ chờ cho nước mắm thật là nguội rồi mình mới để tỏi và ớt vào. Như vậy thì tỏi và ớt nổi trên mặt trong sáng dẫn hơn. Nấu theo cách này thì táo sẽ khử bớt đi mùi nước mắm. Nước mắm có mùi thơm nhẹ của táo, vị ngọt rất là thanh luôn. Nếu so cùng thời gian nấu thì nấu nước mắm bằng táo nó sẽ không sánh như là nấu nước mắm bằng khóm. Tuy nhiên thì cách nấu này giúp cho nước mắm của mình nó thơm nhẹ hơn. Nào không chịu được mùi nước mắm thì cũng có thể ăn nè.